Kính chào quý vị và các bạn, quý vị đang đến với bản tin theo bác chuyển động của Đài Phát thanh truyền hình Sơ La. Thưa quý vị, tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi đang là vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm, nhất là khi các trường học trên địa bàn tỉnh Lào Cai bắt đầu cho đi học trực tiếp trở lại. Dịch bệnh thì vẫn phức tạp, để việc tiêm phòng cho trẻ đạt được hiệu quả, ngoài việc chuẩn bị chu đáo các điều kiện thì công tác tuyên truyền thời điểm này phải đặc biệt coi trọng và tiến hành từ nhiều phía. Sau khi dịch Covid-19 bùng phát tại hàng chục hộ dân trong thôn, bà con xa phó ở Láo Lý đã ý thức hơn trong công tác phòng chống dịch. Trẻ con trong thôn đi học cũng được bố mẹ quan tâm phòng dịch kỹ càng. Đặc biệt, 100% phụ huynh khi được khảo sát đều đồng thuận tiêm phòng vaccine COVID-19 cho con em mình. Nó có sự tiêu truyền của y tế và tất cả các uh, lãnh đạo của uh, xã cũng uh, tiêu tuyên truyền bà con đây uh, nhận định được rõ rất rõ ràng. Vừa rồi cũng đã triển khai khảo sát về cái vấn đề để tiêm phòng COVID thì cái sự đồng thuận của bà con thì hầu như là đồng thuận trăm phần trăm để các con được tiêm Covid. Theo thống kê, thành phố Lào Cai có trên 21.000 trẻ từ 5 đến 11 tuổi là đối tượng tiêm phòng vaccine Covid-19. Để hoàn thành kế hoạch trước tiên cần có sự đồng thuận của chính gia đình các em. Thực tế cho thấy trong tuần qua, tỷ lệ chuyên cần cấp tiểu học của thành phố Lào Cai đạt thấp chỉ dưới 60%. Trong đó nhiều học sinh không tới trường là do phụ huynh e ngại con em mình chưa được bảo vệ an toàn trước dịch bệnh. Có những phụ huynh lại băn khoăn là không biết có nên cho con tiêm hay không. Chính vì thế mà chúng tôi đã làm một cái video để tuyên truyền về cái việc tác dụng của công tác uh, tiêm vaccine cho các con và cái việc tiêm vaccine cho các con đấy là quyền lợi và trách nhiệm mà phụ huynh chúng ta cần phải tìm hiểu và và thực hiện để cho các con đảm bảo cái quyền lợi. Với kinh nghiệm trong công tác vận động từ các chiến dịch tiêm phòng toàn dân tiêm chủng mùa xuân thời điểm này ở tất cả các địa phương các ban ngành đoàn thể đang tích cực vận động người dân sẵn sàng tiêm phòng cho con em mình đồng ý cho con đi tiêm thứ nhất là để phòng bệnh cho tốt bản thân con và cũng suy nghĩ theo cái suy nghĩ tiêm rồi thì nếu mà có nhiễm thì cũng không bị nặng chắc chắn là sẽ vận động bà con là đưa con đi tiêm đầy đủ để công tác tiêm chủng cho trẻ được diễn ra thuận lợi, an toàn, việc chuẩn bị các điều kiện cũng đang được ngành giáo dục và y tế khẩn trương triển khai. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang, đến thời điểm này, trên địa bàn toàn tỉnh đã bước đầu thành công trong việc khống chế dịch tả lợn châu Phi, toàn tỉnh đã 21 ngày không ghi nhận địa phương phát dịch, 8 xã phường thị trấn đã công bố hết dịch. Và theo nhận định của Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang, dịch tả lợn châu Phi vẫn còn diễn biến phức tạp ở một số tỉnh thành phố. Yêu cầu Chi cục Chăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại cơ sở, giám sát các hộ nhập đàn không khai báo. Nếu xảy ra dịch đề nghị chính quyền địa phương xử lý vi phạm hành chính và không hỗ trợ Ngày 21 tháng 3 vừa qua, thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, đơn vị này vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an bắt quả tăng hai đối tượng có hành vi vận chuyển tàng trữ trái phép số lượng lớn ma túy tại km 29 500 quốc lộ 34 thuộc địa phận xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê. Tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng cất giấu một bao tải bên trong có 14 bánh heroin với tổng khối lượng là 4.912,64 gram. Bước đầu các đối tượng khai nhận số ma túy trên là của một người đàn ông tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Khi đang trên đường vận chuyển thì bị bắt giữ. Vào hồi 21 giờ ngày 20 tháng 3 tại bản Tà Phành, xã Tân Lập, Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã bắt quả tang một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ gồm 2.314 viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng liên quan khác. Đối tượng có thủ đoàn hoạt động tinh vi liều lĩnh đã lợi dụng khu vực rừng núi hiểm trở và đêm tối để vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Trong quá trình vận chuyển, khi bị lực lượng chức năng phát hiện, đối tượng đã bỏ chạy và chống cự quyết liệt làm hai chiến sĩ công an bị thương. Hiện nay, công an huyện Mộc Châu đang tiếp tục điều tra làm rõ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Tây Bắc chủ động của Đài Phát thanh truyền hình Sơn La. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.